thống Bắc Hương Hải của chúng ta ấy, là tỉnh đã đề nghị rất nhiều lần, chứ không phải là người dân, cử tri cũng có nhiều ý kiến, mà tỉnh cũng đề nghị chính phủ rất nhiều lần, bởi vì liên quan đến 4 tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Dương. Cả hệ thống đó liên quan 4 tỉnh mà Hưng Yên không thể làm gì được. Và biện pháp của chúng ta là gì? Tức là bây giờ xác định là nước thải đó là từ nhà máy, từ doanh nghiệp và từ người dân. Mà trong đó thì người dân thì lại chiếm là 65%, nhà máy xí nghiệp là 35%. Theo nhà máy xí nghiệp thì bây giờ chúng ta là với sự phối hợp với các ngành, với lực lượng chức năng thì đã quản lý rất chặt chẽ. Các doanh nghiệp xả thải ra đều phải đảm bảo chất lượng, trừ doanh nghiệp xả trộm thì không nói. Nhưng xả trộm bây giờ nhiều nhân phú anh nói là phải có hệ thống quan trắc. Anh xả trộm tôi cũng biết thì phạt tối đa. Thế vậy là chủ yếu là người dân thôi. Thế mà người dân thì xử lý thế nào cái nước thải đó? Thì Ủy ban tỉnh cũng đã đề nghị với chính phủ là trước mắt là có hệ thống bơm đẩy. Cái bơm đẩy từ sông Hồng lên hệ thống Bắc Hương Hải. Và rồi chính phủ đã họp và yêu cầu Bộ Nông nghiệp phải thực hiện cái đó. Để làm sao cái hệ thống Bắc Hương Hải thì có hai phương án. Phương án thứ nhất là ngay cái trạm bơm Xuân Quan là chúng ta thì lắp một cái trạm bơm. Vì tôi nói là hệ thống Bắc Hương Hải bây giờ nó cao thế này, mực nước sông Hồng nó thấp thế này, nó cao hơn thế này, thì dùng hệ thống bơm đẩy, bơm vào hệ thống Bắc Hương Hải đẩy nó ra sông Biển Đông, để cái dòng thông nó được lưu lượng, nó di chuyển đi, nó dòng chảy nó thoát đi thì nó sẽ sạch hơn, ít nhất là nó sạch hơn nhiều đã. Đấy là cái nhất. Thì Bộ Nông nghiệp có phương án này là phương án giải pháp tạm thời, còn Bộ Nông nghiệp sẽ xây một cái bể tràn, tức là giải trình đấy, một cái bể tràn ngăn cái dòng sông Hồng đấy để cho nước nó tràn, nó tự chảy. Nhưng mà cái đấy là trong tương lai thôi, còn bây giờ cứ có cái đấy là tốt rồi. Thế có nghĩa là các cử tri rất yên tâm là hiện nay là Bộ Nông nghiệp đã có cái dự án đó và không có gì thay đổi nhá. Thì tháng 1 năm 2024 là khởi công xây dựng đấy, một cái hệ thống trạm bơm nó khoảng 100 tỷ thôi chứ không đáng tiền, nó không nhiều tiền lắm. Và hết cuối năm 2024 thì chúng ta đã có cái hệ thống nhà đã xong và xử lý bắt đầu vận hành. Thì cuối năm 2024 là nước của hệ thống Bắc Hải nó sẽ giảm ô nhiễm môi trường rất nhiều. Đấy là cái điểm đó. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai mà liên quan đến cái này, Ủy ban tỉnh ấy đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng một cái đề án là thu gom nước thải trong toàn tỉnh. Trong đó là Ủy ban tỉnh sẽ hỗ trợ xi măng. Tức là bây giờ tất cả người dân thả nước ra bây giờ là không có hệ thống thu gom, tự thải tự tiêu. Và cứ sông đâu ta thải đấy, đúng không ạ? Rất ô nhiễm môi trường. Như vậy là sao ạ? Phải thu gom hệ thống này. Như là hiện nay Phù Cừ có 1-2 điểm ấy. Tức là chỉ cái điểm dân cư, mỗi một điểm dân cư chỉ cần một cái điểm thu gom cái nước thải vào đấy, xử lý thô thì nước thải ra là nước trong rồi. Chỉ cần 100m² một cái bể nắng ấy thôi, một điểm dân cư thôi. Thì mình áp dụng phương án đấy. Bây giờ ta chưa làm lớn thì ta làm phương án đó, tức là thu gom toàn bộ cái nước thải đấy cho xử lý thô. Trước khi ra môi trường là nước phải trong, sau đó ta xây dựng một cái nhà máy nội trình xử lý nước thải sau, như thế để nó xử lý tình huống. Thì nước hai vậy thì nước hệ thống Bắc Hương Hải nói riêng và toàn bộ cái hệ thống sông của chúng ta có nghĩa phải sạch. Tuy nhiên ở đây không phải làm ngay được, một sớm một chiều được, nhưng mà chúng ta có đi thì có tới, đương nhiên không đi thì không tới, nhưng chắc chắn phải tới. Nhưng tới là năm nào? 2025 phải xong, cơ bản xong, mà đến 2030 phải xong. Đấy ta phân nhiệm kỳ mà. Đấy cái đó thì vì nó phải căn cứ vào nguồn lực. Nó là nó cả hệ thống mà người dân phải tham gia. Tỉnh chỉ hỗ trợ xi măng thôi, huyện xã thì hỗ trợ cát đất sỏi, người dân phải bỏ công bỏ sức ra. Vì cái này là cho người dân. Thì đó nhà nước và nhân dân cùng làm. Thì đấy là Ủy ban tỉnh nó có cái đán như vậy.